Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên mình gia công 1.500 cái túi đựng côn trùng lưới lưới của Thái Lan, có kích thước là vuông đáy 30, miệng rộng 30, cao 40, có dây rút. Các bạn nhìn bên mình rút này, rất là đẹp, lưới rất là sáng bóng và bền. Đây là cái bộ phận đáy của cái túi. Túi này rất là bền và đựng rất là được nhiều sâu và côn trùng. Lưới này đựng được rất là nhiều thứ, tôm cua cá đều đựng được. Các bạn nào, đây là cái tem này. Bạn nào muốn mua thì liên hệ với thiết bị chăn nuôi Mai Dung. Mỗi sản phẩm của bên em xuất ra